Hello chào con. Hello Đạt chào con nha. Hello Diệp Linh chào con. Việt Tiến này, An này, Minh Minh Châu, Đăng Quang, Nhật Minh, Minh Nam chào con nha. Trước thì mình đã cùng nhau học xong chương số 5 rồi. Đó là chương liên quan đến patterns, quy luật. Hôm nay thì mình cùng chuyển sang chương số 6 con ơi. Cùng chuyển sang chương số 6. Tendency, decimal numbers, số thập phân đúng không? Xem nào, đây là những nội dung chính con ơi. Here the main contents, place values, những cái giá trị hàng, giá trị các hàng ở trong số thập phân. Ordering decimal numbers, sắp xếp các số thập phân này. Adding and subtracting decimal numbers, cộng và trừ các số thập phân. Multiplying and dividing by powers of tens, nhân và chia các lũy thừa của 10. Multiplying decimal numbers, nhân số thập phân, dividing decimal numbers, chia, terminating and recurring decimals, decimal approximations, sắp xỉ, comparing signs, so sánh kích thước. Ok, xem ở đây có gì hay nào. Decimal numbers, widely used in everyday life. Số thập phân thì thường được sử dụng rất là rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. We see them frequently in money and measurements of length, area, weight and so on. Và chúng ta thường hay thấy số thập phân xuất hiện ở tiền nước mình thì không thì ít gặp lắm. Thực ra là đây là họ nói là trong tiền bởi vì là họ đang nói là tiền kiểu như tiền nước Mỹ chẳng hạn, đúng không? Đô la rồi là sen đúng không? Thì là thường hay có số thập phân. Chứ tiền nước mình thì lúc nào cũng chẵn rồi. Kể cả đồng nhỏ nhất là 1.000 đồng thì cũng là đồng chẵn. Right, part A, place values, giá trị hàng. We have seen that the number systems we use today is a place value system being using base tens. Chúng ta thấy rằng là cái hệ thống số number system mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay ấy, hiện tại đang dùng ấy, là hệ gọi là hệ cơ số 10, có cái giá trị hàng theo tính theo cơ số 10. Wow. In this chapter, we extend the place value system to include parts of a whole. Trong cái chương này, chúng ta sẽ mở rộng cái giá trị hàng ra bao gồm cả các phần nhỏ hơn của một cái nguyên vẹn. If we restrict ourselves to fractions, where the denominator is a power of tens, we can use the place value system to represent both whole and fractional numbers. Chúng ta có thể sử dụng hệ thống giá trị hàng để biểu diễn cả phần whole, cả phần trọn vẹn và cả phần phân số, cái phần mà tạm gọi là phần giang dở. We introduce a MAC, call a decimal point to separate the whole number part from the fractional part. Chúng ta sẽ được giới thiệu đến một ký hiệu đúng không? Được gọi là decimal point, chính là dấu thập phân, để phân tách, separate phần nguyên vẹn, phân tách nó với cả cái phần giang dở, phần phân số. Đó là các số thập phân của thầy trò mình thì có thể được biểu diễn thành tổng của cái phần tự nhiên này, cái phần nguyên vẹn này, cộng với những cái phần phân số. Ví dụ 0.2 thì là 2/10, 0.04 thì là 4/100, và cứ như vậy. When a decimal number does not contain any whole number part, we write a zero in the ones place. Khi mà một số thập phân không chứa bất kỳ cái phần nguyên vẹn nào thì chúng ta viết số 0 ở hàng đơn vị, in the ones place ở hàng đơn vị. Tức là chúng ta có thể viết 0.75, có thể viết là .75 thôi cũng được. Nếu mà con để ý á, khi mà sử dụng máy tính á, ví dụ mình chỉ viết là .75 thôi và ấn dấu bằng thì nó sẽ ra là 0.75. Chia sẻ thêm với con là trong trình toán ở Việt Nam nhé, là rất ít khi viết tắt là bỏ số 0 đi, mà chúng ta vẫn hay viết đầy đủ ra con ạ. Vẫn hay viết là 0.75 như thế này. Zeros are also very important within decimal numbers. Các cái số 0 thì nó cũng vẫn rất là quan trọng trong các cái số thập phân. By converting decimal to fractions, chuyển đổi số thập phân sang phân số, our understanding of decimals and the place value system allows us to convert decimals to fractions. Bằng những cái sự hiểu biết của chúng ta về số thập phân và các cái hệ thống giá trị hàng cho phép chúng ta có thể chuyển đổi số thập phân sang phân số một cách đơn giản, đúng không? Some fractions can be cancelled down to their simplest form by dividing both the numerator and denominator by their highest common factors. Tử số và mẫu số cùng triệt tiêu, highest common factors, ước số chung lớn nhất của tử số và mẫu số đi, để thu được dạng tối giản simplest form của phân số. Đại loại là sau cái dấu chấm thập phân ấy mà có mấy hàng, ví dụ là 0.375 thì bằng 375/1000, và cứ như vậy thôi. 3.88 thì bằng 388/100, và cứ như vậy. Alright, part B, ordering decimal numbers, sắp xếp các số thập phân, just like whole numbers, giống như là các số tự nhiên. Decimal numbers may be sorted on a number line, các số thập phân cũng có thể được sắp xếp lên trên các trục số. To do this, we generally divide each segments of the numbers line into 10 equal parts. Đó là chia trục số thành các phần nhỏ hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng sắp xếp được các cái số thập phân lên trên trục số đó. Theo con, điểm A và điểm B có giá trị là bao nhiêu? A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu nào? A few minutes later. Từ 6.753 mà đến 6.754 chia làm 10 phần. Vậy thì thầy trò mình sẽ có là 6.7535 chia thành 10 phần nhỏ hơn. Cái số thập phân của chúng ta sẽ xuất hiện thêm một hàng nữa, và cái B kia sẽ bằng đó, được không? Đây chính là hai giá trị của A và B. Thì sang phần C luôn các bạn. Part C, adding and subtracting decimal numbers. When
adding or subtracting decimal numbers, we write the numbers under one another, right? So the decimal points are directly underneath each other. Yeah. Khi mà cộng hoặc là trừ các số thập phân thì chúng ta sẽ viết cái số này thì viết ở ngay bên dưới, sao cho là cái dấu chấm thập phân thì đặt ở directly underneath, đặt ngay bên dưới nhau. Đó, hai cái dấu thập phân là phải thẳng hàng. Còn đặc biệt chú ý cái điều đấy. When this is done, the digits in each place values will also lie under one another. Trừ khi mà chúng ta thực hiện điều này thì các chữ số ở trong mỗi hàng cũng sẽ được thẳng hàng với nhau, và sau đó chúng ta chỉ việc cộng trừ giống như là cộng trừ số thập phân thôi. Question 9. Each fortnight, Alex is paid 1,700 euro less the deduction given in the table alongside. What is the Alex actual take home pay each fortnight? Họ nói là mỗi 2 tuần Alex sẽ phải trả ít hơn 1,700 euro so với cả những thông tin ở trong cái bảng này. Is paid không phải là bạn này thanh toán mà là bạn này được nhận à? Bạn này được thanh toán số tiền này. Thực sự là cái đề bài này thầy vẫn hơi phân vân một tí nhỉ. Thầy vẫn đang hơi hoang mang một tí, cái bài đề bài này nó không được rõ ý lắm nhỉ. Tại vì là họ không cho mình cái số ở trong, thầy đang hơi phân vân là các cái thông số ở trong cái bảng này này là xét theo cái đơn vị thời gian là gì? Một tuần hay là hai tuần hay là một tháng hay là như nào đấy, họ không ghi rõ lắm, thành ra là mình hơi phân vân. Các cái này cộng lại thì chắc chắn là không thể bằng được 1,700 rồi. Nếu như thầy mà gặp bài toán này mà ví dụ ở trong đề thi đi, trong một kỳ thi đi, theo linh cảm của thầy, thầy sẽ lấy số 1,700 để trừ đi tổng của bốn số này. Thực ra là thầy cho mình đôi khi ấy, chúng ta vẫn có thể gặp những bài toán mà mình đọc đề mình cảm thấy khó hiểu quá, đôi khi là mình sẽ phải dựa vào linh cảm đấy, đúng không nào, rồi dựa vào một số từ khóa, ví dụ như từ less này. Từ này rất quan trọng đây, nhưng mà lại cái này lại không có less than, không phải là so sánh là less than mà chỉ có mỗi từ less thôi. Nhưng mà chắc là vẫn thiên về là cái dùng phép trừ, đến 1,700 trừ cái tổng này. Có một phương pháp nổi tiếng ở Việt Nam các bạn ạ, ký hiệu là Moratako. Cách này được rất nhiều các bạn học sinh ở Việt Nam áp dụng khi mà gặp những bài toán quá khó hoặc là những bài toán mà đọc đề không hiểu gì. Ví dụ như bài này. Moratako dịch ra là gì nhỉ? Mò ra ta có, đúng không? Thì cái bài này thì nghĩ là một trong những bài như vậy. Nhưng mà đúng là cái bài này thì thấy hơi khó hiểu nhỉ. Các bạn nào con hiểu đề bài bài này con chia sẻ giúp thầy và các bạn với. Much later. Thầy nghĩ là bạn ấy sẽ được trả 1,700 euro cho 2 tuần nhưng mà sẽ phải trừ đi những cái chi phí này. Ví dụ như là cái dòng đầu tiên, ba cái từ đầu tiên tax và thuế, tiền thuế. Cái thứ hai thì đại loại là thầy nghĩ là nó là một cái như kiểu bảo hiểm ấy, ngân private health cover. Cái thứ ba thầy nghĩ là kiểu cũng liên quan đến bảo hiểm chăng, đóng tiền bảo hiểm để sau này về hưu thì nghỉ hưu thì có tiền hưu chăng, thầy đoán thế. Cái thứ tư nữa là nó có cái từ fees là phí, đúng không? Đại loại là bốn cái này là những cái số tiền mà mình phải trừ đi, đây là những cái chi phí mình phải trả, mình phải bỏ tiền ra để trả. Thì cái câu đầu tiên đấy họ có nói là mỗi hai tuần đấy Alex is paid 1,700 euro. Thì lúc đầu ấy thì thầy tưởng là bạn này phải thanh toán, thì không phải, đúng không? Nếu mà xét về mặt ngữ pháp ấy thì cái câu này là câu bị động, đúng không? Bạn ấy được thanh toán, bạn ấy được người khác thanh toán cho cái số tiền 1,700 euro, nhưng mà chắc là phải trừ đi những cái chi phí ở bên bảng này. Sau đó đề bài mới hỏi là vậy thì cái số tiền mà bạn ấy thực nhận cho mỗi hai tuần là bao nhiêu. Thầy nghĩ là hợp lý đấy, chắc là dịch như thế là hợp lý đấy. Alright, part D. Multiplying and dividing by powers of tens, nhân và chia các lũy thừa của 10. Số thập phân khi mà nhân với các lũy thừa của 10 thì chúng ta dịch dấu thập phân sang bên tay phải. Ví dụ nhân 100 thì chúng ta shifts two places to the right. Yeah, đó, dịch chuyển dấu thập phân hai hàng bên sang bên phải. When multiplying by 10 to the nth power, we shift the decimal point and places to the right. The number becomes 10 to the nth times larger than its was original. Số này sẽ tăng lên gấp lên 10 mũ n lần so với số ban đầu. Ngược lại với phép nhân, đúng không? Thì phép chia thì mình dịch dấu chấm thập phân bên sang bên trái thôi, đúng không? Không có gì. Và số của chúng ta giảm đi 10 mũ n lần thôi. Dừng sang phần E luôn. Multiplying decimal numbers, nhân các số thập phân với nhau. Bình thường thì cho mình đã biết cách nhân số tự nhiên rồi nhỉ. Thì ví dụ như là chúng ta nhân hai cái số này thì có nhiều cách, đúng không? Thầy nghĩ cách đơn giản nhất là chúng ta lấy 4 nhân với 5 trước, rồi chúng ta chia cho 10, rồi chia thêm cho 100. 4 nhân 5 bằng 20, chia cho 10, chia cho 100, tức là chia cho 1000 nhỉ. Thì ra 0.02. Thầy nghĩ là cách đấy là có vẻ hợp lý nhất để cho mình làm bài 7 nhé. Question 7. House bricks have a mass of 4.3 kilogram each and I buy 2,500 of them to build a wall around my courtyard A. Find the total mass of the brick. A few moments later. Đó là các cái viên gạch nhỉ. Các viên gạch này thì có cân nặng là 4.3 cân và tôi mua 2,500 viên cơ. Đó, vậy tại tính tổng thôi đơn giản thế nhỉ. Đấy, 4.3 lên 2,500 thôi, tưởng thế nào. Xem câu B này. If my truck can carry only 2 tons at a time, how many trucks are necessary to transport the bricks? Nếu mà xe tải của tôi có thể chở được chỉ chở được 2 tấn một lúc thôi, vậy thì cần phải bao nhiêu lần chở để có thể di chuyển các cái viên gạch này? Nếu mà cái xe tải có thể chở được 2 tấn một lúc thôi thì cho mình cái câu A ấy, chúng ta tính được cân nặng rồi. Tất nhiên chúng ta đổi về tấn luôn.
Câu A nên đổi về tấn để tí nữa trả lời câu B cho dễ. Thế thì đơn giản nói 4.000, alright, 4.3 times 2,500. Đây là cân nặng tính theo đơn vị là kilograms. Đúng nè, thầy cho mình đổi về tấn bằng cách là lấy 4.3, 4.3 times 2.5 tons. Ở câu B thì chúng ta sẽ lấy đáp án ở câu A rồi chia cho 2 thì ra số lượng lượt xe tải cần phải chở. Alright, we take 4.3 times 2.5 divided by 2 sẽ ra số lần, khoảng 6 lần. Cảm ơn con, cảm ơn mình nha. Ok, con ơi. Rồi, ok, cảm ơn con nhé. Rồi, nghỉ ngơi thôi con ơi. Hẹn lại con vào tối thứ 7 nhé. Bye con. Bye, bye con.